các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mark Home. Quý vị thân mến, ngày hôm nay thì Mark Home sẽ giới thiệu cho quý vị một công trình được thiết kế cho gia đình chú Hiền có địa chỉ tại Ninh Bình. Và quý vị thân mến, để xem rằng công trình này của chúng ta đẹp như thế nào thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng xem qua một lượt tất cả những cái bản vẽ ngoại thất 3D nhé. Thì đây chính là một cái góc cạnh từ phía trước của căn nhà này. Công trình của chúng ta thì đang được thiết kế theo phong cách hiện đại kết hợp với cả hệ mái nhật 2 tầng. Thì đây chỉ là một trong những công trình tiêu biểu thôi. Còn ngoài ra quý vị vẫn có thể tìm hiểu thêm trên các kênh thông tin trực tuyến của chúng tôi. Bắc hôm thì có hai trang web lớn đó chính là thiết kế thi công com cũng như là group vn Khi mà quý vị truy cập vào hai trang web này sẽ có thể nhận được những thông tin về những chương trình ưu đãi khuyến mãi giảm giá để tri ân tới khách hàng. Và phía dưới này chúng tôi cũng sẽ cập nhật những mẫu công trình đẹp, những mẫu công trình tiêu biểu để quý vị có thể tham khảo theo dõi ở đây. Và đối với kênh youtube thì chúng tôi sẽ có một kênh mắc Home với số lượng người đăng ký lên tới 136.000 người đăng ký rồi Ở đây thì chúng tôi sẽ có một cái hệ sinh thái mắc Home như vậy Với các kênh ví dụ như là nhà đẹp mắc Home với số lượng người đăng ký là 1,57 triệu người đăng ký Một con số rất là ấn tượng Ngoài ra chúng tôi cũng vừa ra mắt ba kênh youtube mới đó chính là kênh Lâu Đài Việt Với số lượng người đăng ký là 419 người đăng ký Kênh Min Home nhà giá rẻ với số lượng gần 2.000 người đăng ký Và kênh Kỹ Sư Trí Thanh số lượng là 254 người đăng ký Đây là ba kênh youtube vừa mới ra mắt thôi nhưng mà cũng đã nhận được rất nhiều sự quan tâm theo dõi của đông đảo mọi người rồi. Ví dụ như kênh Mark Home nhà giá rẻ này cũng đã nhận được số lượng rất là nhiều. Và với ba kênh YouTube này, chúng tôi sẽ thường xuyên chia sẻ những nội dung chuyên sâu, ví dụ như lâu đài Việt sẽ cập nhật những mẫu công trình nào hoành tráng và đồ sộ trên đất nước Việt Nam. Còn đối với kênh Minh Home nhà giá rẻ thì chúng tôi sẽ cập nhật những mẫu nhà có giá thành phải chăng và có mức đầu tư hợp lý dành cho quý vị. Và toàn bộ những cái kênh YouTube này chúng tôi sẽ cập nhật thường xuyên khoảng tầm từ 2 đến 3 video một ngày để quý vị có thể thoải mái nhu cầu theo dõi. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có fanpage Facebook với tên đó chính là công ty cổ phần kiến trúc và xây dựng Mark Home. Ở đây thì cũng sẽ có 65.000 người theo dõi rồi. Và tại đây chúng tôi cũng sẽ thường xuyên cập nhật những mẫu 3D, những mẫu nhà mới hay là những cái quá trình mà chúng tôi hoàn thiện thi công công trình. Và ngoài ra chúng tôi sẽ cập nhật những cái hoạt động đi thanh tra giám sát để quý vị có thể nhìn nhận một cách trực quan và sinh động hơn Xem là mỗi công trình khi mà hoàn thiện xong thì nó sẽ đẹp như thế nào Quý vị có thể nhắn tin trực tiếp qua fanpage này hoặc là liên hệ qua các số hotline của chúng tôi Chúng tôi có các số hotline đã cập nhật trên trang web rồi Quý vị có thể liên hệ tới các số 092 924 5555, 092 774 8888 hoặc chín 099 999 và hiện tại thì Mark Home cũng đã có trụ sở trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Ví dụ như tại miền Bắc chúng tôi có địa chỉ tại số 180 Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Tại miền Nam có địa chỉ tại số 162 đến 164 Cộng Hòa, phường 12 quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Tại các tỉnh miền Trung chúng tôi có địa chỉ tại số 287 Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh. Tại các tỉnh Tây Nguyên chúng tôi có địa chỉ tại số 34 QL14, xa Hòa Khánh, thành phố Buôn Mê Thuật, Đắk Lắk. Tại Bình Dương chúng tôi có địa chỉ tại số 578H8 tổ 6, ấp Phú Thuận,

và ngoài ra thì tại miền Tây chúng tôi cũng sẽ có văn phòng đang được thi công rồi sắp sửa sẽ đưa vào và sẽ giới thiệu cho quý vị và khi quý vị đến tại các trụ sở này sẽ không chỉ là được nhận tư vấn trực tiếp đâu quý vị còn được xem về những cái mẫu công trình hay là về những cái trang thiết bị vệ sinh cũng như là những vật liệu mà do Marhome sản xuất và phân phối độc quyền đây cũng chính là một cái thế mạnh của hôm mà chúng tôi tự hào để giới thiệu cho quý vị bởi vì là khi mà quý vị lựa chọn một đơn vị có thể cung cấp được những cái nguồn vật liệu này thì bao giờ cái giá thành cũng sẽ rẻ hơn rất nhiều so với cái việc là quý vị ra ngoài cửa hàng quý vị mua bởi vì là chúng ta đã hạn chế được rất nhiều những cái chi phí giao thương buôn bán qua mỗi cái cấp ví dụ như tổng vùng tổng kho qua mỗi cửa hàng thôi là chúng ta sẽ mất khoảng tầm từ 10 đến 15% cái đơn giá chi phí rồi. Và thay vào đó khi mà quý vị mua những cái sản phẩm này từ chúng tôi thì quý vị sẽ được nhận giá thành từ nhà máy sản xuất luôn. Thế là bao giờ cái giá thành vật liệu nó sẽ rẻ hơn quý vị ạ. Được rồi, cùng quay trở lại với công trình chính của chúng ta ngày hôm nay thì cùng phân tích xem rằng là công trình được thiết kế cho gia đình chú Hiền tại Ninh Bình này có những đặc điểm nào nó nổi bật thì ở đây chúng ta đang có một cái phong cách rất là quen thuộc rồi đó chính là phong cách hiện đại kết hợp với cả hệ mái nhật như đã giới thiệu với quý vị từ đầu video và cái việc mà chúng ta sử dụng cái lối thiết kế này nó đã rất là quen thuộc đối với những công trình nào của Việt Nam rồi bởi vì là so với những cái ưu điểm cũng như là về cái giá thành thì nó rất là vượt trội và nó là một mẫu công trình quốc dân luôn quý vị ạ ví dụ như là với các cái lối thiết kế chúng ta sẽ có những cái phong cách khác nhau ví dụ như là phong cách hiện đại này phong cách tân cổ hay là phong cách cổ điển classic thì trong ba cái phong cách đó phong cách hiện đại là một cái phong cách được đầu tư rẻ nhất bởi vì là chúng ta đã hạn chế được rất nhiều những cái chi tiết hoa văn phào chỉ những cái đường nét phù điêu trang trí rồi mà ngoài ra nữa thì chúng ta khi mà nhìn vào một cái công trình có phong cách hiện đại ấy, thì nhìn nó lại có mang cái sức trẻ trung, nó rất là khỏe khoắn ví dụ như là resort homestay hay là những cái khu nghỉ dưỡng ấy, thì chúng ta cũng đang được thiết kế theo cái phong cách này khá là nhiều thế nên là chúng ta không cần phải lo về cái vấn đề đó chính là bị lỗi mốt và thay vào đó là cần rất là thời thượng nữa và khi mà chúng ta kết hợp với cả hệ máy nhật thì nó lại mang được rất nhiều những cái ưu điểm vượt trội ví dụ như ở đây chúng ta khi mà quan sát từ cái bức ảnh 3D này khi mà nhìn xuống cái mảng mái thì có thể nhận thấy rằng là những cái mảng mái lớn mái nhỏ nó đã trùng điệp với nhau tạo ra một cái tầm nhìn rất là đẹp cho một cái mái nhà rồi không giống như là cái mái nhật ngày xưa cha ông chúng ta hay dùng nữa là chúng ta sẽ chỉ ốp một cái mảng mái lên phía bên trên thôi chỉ nhìn nó rất là đơn điệu không có một cái điểm nhấn hay là không có một cái sức hút nào cả thay vào đó bây giờ chúng ta đã có cái trình độ tay nghề chuyên môn rất là cao rồi tới từ đội ngũ kỹ sư kiến trúc sư thế bây giờ chúng ta đã có những cái lối thiết kế rất là đẹp mà ngoài ra nữa thì nó lại còn mang được rất nhiều những cái ưu điểm để có thể chống chịu được những cái tác động tự nhiên từ môi trường xung quanh đặc biệt là với những cái công trình nào mà chúng ta xây dựng ở những cái khu vực miền trung ý, thì quý vị biết rồi vào những cái ngày hè mà nắng nóng oi bức khó chịu thì uh, nếu như mà chúng ta xây một cái ngôi nhà có cái hệ máy bằng ý, thì rất khó để có thể ăn ở và sinh hoạt trong đó bởi vì là những cái nhiệt năng trực tiếp từ ánh mặt trời nó chiếu thẳng vào mái và nó sẽ truyền tải xuống cái không gian sống phía dưới của chúng ta. Thay vào đó chúng ta làm một cái hệ mái nhật như thế này thì nó sẽ tạo ra một lớp không gian điện để có thể cách nhiệt rất là tự nhiên và hiệu quả. Khi mà cái ánh nắng nó chiếu vào mái này thì toàn bộ những cái hơi nóng ấy, nó đã được lưu giữ ở cái khoảng không gian giữa phần mái này với cả cái lớp đổ chân bê tông của tầng 2 rồi. Đó thì chúng ta sẽ cảm thấy mát mẻ hơn và chúng ta sử dụng nó thoải mái hơn cho những cái công năng phía dưới và ngoài ra chúng ta còn có một cái ưu điểm khác của một cái ngôi nhà hệ mái nhật nữa đó chính là nếu như quý vị để ý sẽ thấy những cái độ dốc tự nhiên rồi thì nó sẽ hạn chế cái sự tù đạo của nước mưa không lo những cái vấn đề ví dụ như là bị thấm bị rột thậm chí là bị nứt vỡ như là ngôi nhà hệ máy bằng thì nhìn chung tất cả những cái ngôi nhà hệ máy cao như vậy như là nhà máy nhật này nhà máy thái nhà máy mansat thì nhìn chung những cái ngôi nhà có cái hệ máy cao như vậy như là nhà máy nhật nhà máy thái nhà máy mansat đều có những cái ưu điểm vượt trội chống chịu với thời tiết như vậy và trong đó nhà máy nhật thì lại có cái chi phí đầu tư rẻ nhất trong cả ba loại bởi vì là chúng ta không cần phải đầu tư quá là nhiều cho những cái vì kèo mái ngói này hay là cho những cái giá thành nhân công xây dựng như là nhà máy thái nhà máy mansat đó cũng chính là cái lý do tại sao mà ngôi nhà hệ mái Nhật này lại là trở thành một cái phong cách quốc dân luôn. Quý vị có đồng ý không ạ? Và đây là một cái góc cạnh từ phía bên trên nhìn xuống chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là ngôi nhà hệ mái Nhật nó rất là đẹp với những cái mảng mái đua ra, với những cái phần đua ra như thế này chúng ta còn có thể lắp đặt thêm những cái hệ thống đèn downlight nữa chiếu xuống những cái mảng tường xung quanh thì vào ban đêm rất là đẹp và tiếp theo là về cái hệ thống cổng và tường bao của công trình này thì hiện tại chúng ta đang thấy rằng là nó đã được thiết kế đồng nhất với cả là tổng công trình phía bên trong rồi ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng những cái hệ cột trụ rất là vuông vức ở hai bên này. Phía bên trên cũng sẽ có một cái hệ mái ở cái cột trụ nó sẽ tương tự như là mái nhật vậy. Và cái màu sắc thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng một cái màu sắc đơn điệu thôi là màu trắng nhưng mà nó đã rất là phù hợp với cả là cái màu sắc phía bên trong rồi. Cái điều này nó sẽ đảm bảo theo cái tính chuyên môn thiết kế hội họa cái việc đồng nhất từ phía bên ngoài vào bên trong này. Bao giờ công trình của chúng ta nhìn nó sẽ đẹp hơn nó cuốn hút hơn rất là nhiều. Thay vì cái việc là phía bên trong chúng ta sử dụng một cái lối thiết kế phong cách hiện đại mà phía bên ngoài chúng ta sẽ chuyển sang một cái phong cách khác ví dụ như là cổ hay là cột điện khi mà có thêm những cái hoa tiết, hoa văn phào chỉ trang trí ở phía bên ngoài này, đó thì có thể là nhìn phía bên ngoài cổng thôi nó khá là đẹp đấy nhưng mà nhìn vào tổng quan công trình thì nó mất cân bằng đi những cái phong cách thiết kế thế là đây cũng chính là một cái điều quý vị cần phải lưu ý trong quá trình thiết kế nhà nhé và đối với công trình này chúng ta đang sử dụng ba màu sắc chủ đạo ở đây thì nó sẽ gọi chung là cái màu trung tính thôi bởi vì là những cái màu trung tính như là màu trắng này, màu đen này, hay là màu xám nó sẽ khiến cho công trình của chúng ta nhìn khá là đơn điệu đấy nhưng mà sau một khoảng thời gian dài nhìn vào thì quý vị sẽ thấy rằng là nó có một cái sức hút rất là đặc biệt không giống như là những ngôi nhà của chúng ta sử dụng những cái ga màu nóng màu lạnh mà đặc biệt là những cái công trình nào mà chúng ta sử dụng quá là nhiều màu sắc ấy. thì khi mà nhìn vào nó sẽ rất là bị rối mắt và thậm chí là khi mà sử dụng trong một khoảng thời gian dài nó lại còn nhanh bị chán mắt bị nhàm nữa và ở đây chúng ta đang sử sử dụng là màu MH trắng là chủ đạo này. Ngoài ra chúng ta còn sử dụng hai màu sắc khác là MH3605T và MH3618A thì cả hai màu này nó sẽ theo cái hướng là màu xá một chút theo cái thiên hướng là một gam màu trung tính rất dễ dàng để có thể kết hợp với những cái tông màu khác như là tông màu nóng hay là tông màu lạnh và ở đây chúng ta sẽ có những cái mã sơn khác nhau nhé để có thể sử dụng nó đồng nhất từ trong cái bản vẽ thiết kế ra phía ngoài của công trình quý vị ở đây chúng ta sẽ sử dụng một cái máy pha sơn rất là chuyên nghiệp mặc dù là sử dụng nhiều cái loại sơn khác nhau nhiều màu sơn khác nhau để tạo ra một cái màu sơn cuối cùng nhưng mà quý vị yên tâm nó sẽ hoàn toàn không bị lệch lạc gì so với cái bản vẽ thiết kế cả và đó là về phần ngoại thất của công trình. Sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cái bản hồ sơ thiết kế xem rằng công trình này của chúng ta thiết kế những công năng phía bên trong như thế nào nhé. Thì đối với công trình của gia đình chú Hiền này cũng sẽ tương tự như những công trình khác thôi là chúng tôi sẽ đầy đủ những cái nội dung từ hồ sơ kiến trúc này, hồ sơ điện nước, hồ sơ kết cấu cũng như là về bản dự toán nữa. Trước hết là chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hạng mục kiến trúc ở đây thì chúng ta cũng sẽ có một cái mục lục bản vẽ kiến trúc đầy đủ những cái danh mục từ những cái mặt bằng định vị công trình này mặt bằng bắt chạch mặt bằng bố trí nội thất mặt bằng xây dựng những cái mặt đứng mặt cắt những cái chi tiết thang rồi là cột sành nhà vệ sinh cửa đi cửa sổ nữa thì với cái sự chi tiết như thế này nó sẽ giúp cho cái quá trình chúng ta thi công ấy chúng ta sẽ đọc bản vẽ một cách dễ dàng hơn ví dụ như quý vị muốn tìm hiểu về cái nội dung của mặt bằng bố trí nội thất tầng 2 chẳng hạn đó quý vị xác định nó nằm ở đây và theo cái số thứ tự thứ năm từ đó chúng ta xác định nó nằm ở trang thứ năm chúng ta mở đến trang thứ năm luôn chúng ta xem nó sẽ giống như là một cái mục lục của một trang sách quý vị hay theo dõi vậy còn ở đây chúng ta sẽ xem lần lượt từng cái trang vẽ một nhé trước hết đó chính là mặt bằng định vị công trình đối với mặt bằng định vị công trình này chúng ta sẽ xác định được cái khuôn mẫu lô đất nó có cái hình dạng kích thước như thế nào và đặc biệt là chúng ta xác định được cái công trình được xây dựng trên cái vị trí nào của lô đất nữa. Ở đây thì chúng ta cũng sẽ có thể xác định luôn về cả hướng của công trình nhé, dựa vào cái hoa gió phía bên trên trăm vẽ. Cái hoa gió này nó sẽ luôn luôn chỉ về hướng bắc này, từ đó chúng ta xác định những cái hướng còn lại. Ví dụ như ngược xuống dưới chúng ta có hướng nam này, sang phía bên tay phải là hướng đông và sang phía bên tay trái là hướng tây. Từ đó xác định hướng dựa vào cái sảnh chính này. Sảnh chính này ở đây chúng ta đang xuôi theo cái hướng là hướng tây nam, một trong những cái hướng đón khá là nhiều những cái ánh nắng trực tiếp từ mặt trời vào buổi chiều thì vào mùa hè nó có thể là hơi nóng một chút nhưng mà vào mùa đông thì nó sẽ có vẻ như là ấm áp hơn. Và tiếp theo là chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về trang vẽ mặt bằng bắt trạch phong thủy của công trình. Thì đối với công trình này chúng ta sẽ có thông tin của gia chủ sinh năm 1965 từ đó chúng ta xác định được bốn hướng tốt dành cho gia chủ ví dụ như ở đây chúng ta sẽ có hướng tây nam là sinh khí phúc lộc vẹn toàn hướng tây bắc là thiên đi thiên thời che chở đây cũng chính là hướng của công trình luôn thì chúng ta có thể khẳng định rằng là đây là một công trình rất là phù hợp với gia chủ rồi ngoài ra chúng ta còn có hai hướng tốt khác đó chính là hướng tây là diên niên mọi sự định và cuối cùng là hướng đông bắc là phục vị được sự giúp đỡ chúng ta có thể căn cứ vào những cái hướng tốt này để có thể điều chỉnh thêm những công năng phía bên trong ngôi nhà làm sao cho nó thuận tiện và phù hợp với cả tuổi gia chủ nhé tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về mặt bằng 4 trị nội thất của tầng 1. Với công trình này chúng ta sẽ bố trí công năng tầng 1 bao gồm là một phòng khách này, nối liền với phòng khách chúng ta sẽ có một cái phòng ăn và phòng bếp thì chúng ta sẽ tách biệt ra một không gian khác nhé. Ngoài ra thì ở đây chúng ta sẽ có một khu vực nhà vệ sinh chung cũng như là một cái phòng ngủ dưới tầng 1 nữa thì ở đây với những công năng như thế này thì tôi đánh giá khá là hợp lý cho một ngôi nhà vườn rồi và nếu như mà quý vị để ý thì bình thường chúng ta vẫn hay kết nối cả cái phòng ăn với cả phòng bếp với nhau đúng không tuy nhiên thì sẽ dựa vào cái nhu cầu cũng như là về cái sở thích của gia chủ thì chúng ta có thể điều chỉnh những cái công năng phía bên trong làm sao cho nó phù hợp cũng như là nó thuận tiện cho quá trình gia chủ sử dụng và ở đây tôi đoán rằng là gia chủ đã tách biệt khu vực bếp nấu với cả phòng ăn ra khác nhau để tránh cái việc là bị khói mùi trong quá trình chúng ta nấu nướng ra bán ăn này mặc dù là cái quá trình chúng ta di chuyển đồ ăn thực phẩm từ cái khu vực bếp nấu ra bàn ăn nó hơi xa một chút so với những công trình khác nhưng mà ở đây nó sẽ có những cái ưu điểm nhất định và ở đây trong phòng bếp chúng ta cũng sẽ sử dụng cái hệ thống bàn bếp hình chữ L nhé Theo hai cái hướng bồn rửa cũng như là bếp nấu khác nhau Nó sẽ tránh xung khắc thủy hỏa rất là tốt cho quá trình chúng ta sinh hoạt Đảm bảo rất là tốt cho phòng thủy nữa Và giữa phòng bếp này chúng ta cũng sẽ có một cái bàn đảo Để thuận tiện hơn cho quá trình chúng ta nấu nướng Có thể đặt những cái thực phẩm ở phía bên trên này hoặc là trong quá trình chúng ta bày biện thực phẩm trước khi chúng ta đưa ra bàn ăn nó sẽ thuận tiện hơn rất là nhiều và trong cái khu vực phòng bếp này quý vị có thể để ý rằng là cái việc bài trí công năng cũng rất là tinh tế khi mà chúng ta sắp xếp từ tổ lạnh này tới bồn rửa cho tới cái bếp nấu theo đúng một cái trình tự nhất định rồi nó sẽ giúp cho quá trình chúng ta nấu nướng sẽ thuận tiện hơn cho người nội trợ và khu vực phòng ngủ này chúng ta sẽ đầy đủ những nội thất công năng từ giường đôi này à, cho tới một cái tủ quần áo thậm chí là chúng ta còn có một cái kệ tivi nữa kết hợp với đó là một cái bàn để trang điểm làm việc một cái đôn đầu giường và đối với các công năng phía trong ngôi nhà này chúng ta sẽ đều có những cái ô cửa sổ khác nhau nhé thậm chí là đối với phòng ngủ này chúng ta còn có hai cái cửa theo hai hướng khác nhau liền và đối với khu vực nhà vệ sinh chung của công trình này chúng ta đang tận dụng tối đa không gian để có thể tách biệt ra khu vực phòng tắm riêng và khu vực đi vệ sinh riêng này thì cái việc này nó sẽ đảm bảo rất là tốt cho quá trình chúng ta sử dụng nó vừa đảm bảo vệ sinh này, vừa đảm bảo sự thuận tiện khi mà tối đa có thể hai người sử dụng cùng một lúc không cần phải chờ đợi nhau. Và tiếp theo đối với mặt bằng bố trí nội thất của tầng 2 thì chúng ta sẽ dành chủ yếu không gian cho phòng ngủ. Khi mà chúng ta bố trí tới 3 phòng ngủ phía bên trên này cũng sẽ đều đầy đủ những cái nội thất công năng từ giường đôi này, tủ quần áo, kệ tivi cho tới bàn trang điểm làm việc đặc biệt là khu vực bên trên này chúng ta cũng sẽ có phòng ngủ hai cũng như là nhà vệ sinh chung nó sẽ được thiết kế đồng trục với cả là phía bên dưới để dễ dàng đi những cái đường điện đường nước và phòng thờ của công trình này chúng ta đã được đẩy lên tầng 2 rồi một cái địa thế rất là đẹp cho ngôi nhà bởi vì là nó là một cái nơi rất là cao giáo và ngoài ra còn có mặt hướng ra phía trước của công trình nữa thì nó đảm bảo rất là tốt cho phong thủy ở đây chúng ta cũng sẽ có một cái cánh cửa để có thể đi ra cái khu vực sân chơi phía đằng trước. ở sân chơi này đã được thiết kế khá là rộng lớn rồi, bố trí cả một cái bộ bàn ghế để có thể ngồi ở đây thư giãn uống trà rất là tốt và để có thể theo dõi rằng là phía bên trong được bố trí nội thất đẹp như thế nào. Sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một loạt các bức ảnh được thiết kế 3D nội thất nhé. ở đây thì chúng ta sẽ có thể xác định được những cái vật liệu sử dụng cho công trình, cũng như là những cái màu sắc và vẻ đẹp của công trình sau khi mà đã hoàn thiện xong và được thi công theo đúng những cái nội thất ở trong này thì ở đây chúng ta đang sử dụng cái loại gạch lát sàn là cái loại gạch vân đá và có một cái màu nó là tông màu ấm. Thì nhìn công trình của chúng ta bao giờ nó sẽ ấm áp hơn này và ngoài ra với cái kích thước khổ khá là lớn 60 x 60 thì nó sẽ giúp cho không gian chúng ta nhìn nó sẽ sang trọng hơn và nhìn nó sẽ rộng rãi hơn rất là nhiều. Ở đây thì chúng ta cũng sẽ sử dụng những cái bộ bàn ghế có cái tông màu nó tối một chút thì nhìn nó sẽ sang trọng hơn, kết hợp nó rất hài hòa với cả là những cái bộ rèm cửa này và kệ tivi nữa. Đối với khu vực phòng bếp của chúng ta thì đang được bố trí những cái cánh cửa tủ từ hệ tủ phía bên trên cho tới phía dưới chân đều sử dụng những cái cánh cửa trơn nhé. Nhìn cái công trình của chúng ta rất là sang trọng và đặc biệt là nó rất là thích hợp với cả cái phong cách hiện đại của ngôi nhà ở đây quý vị cũng cần phải lưu ý về những cái vật liệu sử dụng cho phía bên trong nhé chúng ta sẽ hạn chế sử dụng những cái vật liệu như là gỗ tự nhiên thì nó sẽ rất dễ là bị cong vênh hay bị mối mọt trong quá trình chúng ta sử dụng và ở đây chúng ta sẽ có được những cái khu vực phòng ngủ làm bằng cái sàn nhà làm bằng sàn gỗ thì nó sẽ ấm áp hơn vào mùa đông và mát mẻ hơn rất nhiều vào mùa hè đối với khu vực cầu thang cũng đang được bài trí rất là cẩn thận khi mà sử dụng thêm những cái hệ thống đèn led ở cổ bằng này nó sẽ đảm bảo ánh sáng tốt hơn cho cái việc chúng ta di chuyển hạn chế cái việc bước hụt hay là vấp ngã và đối với khu vực nhà vệ sinh chung của cả tầng 1 và tầng 2 chúng ta cũng sẽ sử dụng những cái gạch men đá lên cao ốp lên cao kịch trần như thế này sẽ dễ dàng cho cái việc là lau chùi vệ sinh hay là phía dưới sàn nhà vệ sinh của chúng ta cũng cần phải lưu ý đến cái vấn đề đó chính là hạ cốt và đánh dốc sao cho nó thoát nước nhanh chóng hạn chế cái việc là bị tràn ngược nước ra phía bên ngoài hành lang và tầng 2 của chúng ta cũng sẽ sử dụng những cái nội thất công năng đó tương tự như là tầng 1 Đặc biệt là với những cái phòng ngủ này chúng ta cũng sẽ sử dụng những cái vật liệu tương đồng Thì sẽ dễ dàng hơn cho quá trình chúng ta thi công lắp đặt cũng như là về cái việc chúng ta mua sắm Và đối với không gian tầng 2 này cái việc bài trí phòng thờ nó rất là quan trọng bởi vì là cái khu vực phòng thờ bao giờ nó là một cái yếu tố rất là đặc biệt của ngôi nhà ở đây chúng ta cũng sẽ sử dụng một cái vách lưng là bằng gỗ nó sẽ đảm bảo cho cái phòng thờ chúng ta trang trọng hơn mà ngoài ra nó cũng sẽ hạn chế những cái ảnh hưởng của khói nhang trong quá trình thờ cúng đến cái mảng tường đằng sau của bàn thờ ở đây chúng ta cũng sẽ có cái cửa hướng ra phía trước rồi rất là tốt cho việc chúng ta lưu thông không khí hạn chế những cái tù động khói nhang và đó là về bản vẽ nội thất của công trình. Sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với cả bản vẽ thi công. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về kết cấu chiều cao. Khi mà dựa vào cái trong vẽ mà đứng trục CA thì có thể nhận thấy cái chiều cao tổng thể lên tới 10,6m. Trong đó chúng ta sẽ đầu tư là 3,9m cho chiều cao thông thủy của tầng 1 này. Chiều cao thông thủy tầng 2 là 3,6m. Riêng phần mái nhật phía bên trên chúng ta sẽ đầu tư là 2,7m. Và đối với phần bậc tam cấp phía bên dưới chúng ta sẽ đầu tư chiều cao là 450mm nhé. Ở đây chúng ta sẽ có những cái ghi chú rất là cẩn thận để quý vị có thể xác định được những cái vật liệu để có thể sử dụng cho ngoại thất công trình. Chúng ta sẽ đồng nhất từ trong bản vẽ thiết kế ra phía ngoài công trình thực tế. Ngoài ra chúng ta cũng sẽ có trang vẽ mặt cắt AA cũng như là mặt cắt BB sẽ thể hiện những cái thông số của dầm sàn tường rất là chi tiết giúp quý vị có thể thi công một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn và đặc biệt là những cái thông số này khi mà người thợ xây nhìn vào cũng sẽ giúp cho công trình chúng ta đảm bảo cái chất lượng chuẩn chỉ hơn so với cái bản vẽ kỹ thuật như thế này. Tiếp theo là về hạng mục điện nước thì ở đây chúng ta sẽ đầy đủ những cái nội dung từ mặt bằng cấp điện chiếu sáng thông gió, mặt bằng bố trí ổ cắm internet, mặt bằng điều hòa bình nóng lạnh hay là những cái mặt bằng chống xét tiếp địa cấp thoát nước như cái chi tiết lắp đặt thiết bị nữa nó sẽ giúp cho quá trình chúng ta thi công và lắp đặt sẽ dễ dàng hơn, đặc biệt là ở phía dưới này. Nếu như quý vị để ý rằng là chúng ta sẽ có một cái bảng chống kê những cái vật tư vật liệu thiết bị chính thì nó sẽ giúp hạn chế cái quá trình chúng ta thi công ấy nó bị phát sinh, bị thừa chỗ nọ, bị thiếu chỗ kia, khiến cho công trình của chúng ta bị đội giá thành lên rất nhiều khi mà chúng ta mua sắm những cái hạng mục điện nước như thế này. Đó thì đây chính là một cái ưu điểm vượt trội khi mà chúng ta có được một cái bản vẽ thiết kế cụ thể khi mà chúng ta thi công công trình. Và tiếp theo là chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hạng mục kết cấu của công trình ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng cái giải pháp xử lý nền và bóng là móng băng bê tông cốt thép cái việc chúng ta lựa chọn móng băng này đã thông qua cái quá trình là đội ngũ kỹ sư của chúng tôi về trực tiếp tại địa bàn để tham khảo rằng là cái nền địa chính ở đó sử dụng cái loại giải pháp xử lý nền và bóng như thế nào sao cho nó hiệu quả và nó phù hợp với cả tình hình tài chính của gia đình thì quý vị có thể hiểu đơn giản móng băng là một cái loại móng đặt độc lập hòa giao nhau theo các mối nối thành hình chữ thập như thế này. Cái mục đích chính của nó là để có thể chịu được những cái tải trọng của công trình xuống những cái lớp đất đá vật chất dưới lòng đất và cái độ sổ lún của móng băng thì nó sẽ đồng đều hơn so với những cái loại móng như là móng cốc. Và ngoài ra nữa thì cái chi phí đầu tư cho móng băng nó cũng khá là rẻ thế là cái việc mà chúng ta đang sử dụng móng băng cho những công trình dân dụng bây giờ khá là phổ biến và cuối cùng là về phần dự toán của công trình thì ở đây chúng ta cũng sẽ sử dụng một cái bộ công cụ để có thể bóc tách những cái hạng mục này từ những cái hạng mục lớn nhất như là phần thô phần hoàn thiện những cái phần mái hay là những cái hạng mục điện nước tới những cái phần rất là chi tiết ở đây rất là nhỏ thôi ví dụ như là những cái phi những cái bạt trải sàn đó thì nó sẽ giúp cho quá trình chúng ta thi công có thể định lượng những cái giá thành làm sao cho nó phù hợp nhất và đặc biệt là chúng tôi sẽ có cập nhật một cái cột ở phía bên cạnh là cái giá thành cái việc này sẽ giúp quý vị chủ động hơn trong quá trình chuẩn bị tình hình tài chính kinh phí để đầu tư cho công trình và ngoài ra chúng tôi cam kết rằng là sau khi quý vị đã ký hợp đồng thi công chọn gói xong là toàn bộ sẽ không phát sinh không nâng giá không thay đổi chỉnh sửa gì cả thế nên là quý vị có thể yên tâm về cái giá thành đầu tư công trình cũng như là về cái chất lượng của công trình và quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ thông tin về công trình của gia đình chú Hiền có địa chỉ tại Ninh Bình. Nếu quý vị có thắc mắc cần được giải đáp hoặc có nhu cầu thiết kế thi công chuột gói, xin mời quý vị liên hệ tới hotline của công ty. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.